Khi mới tìm hiểu Phật giáo, con có đọc qua câu chuyện về việc dòng họ Thích Ca bị tàn sát, tiêu diệt một cách thảm khốc nguyên nhân là vì Thái tử Lưu Ly sĩ nhục. Vì là con của một nô tỳ nữ, vì muốn rửa mối nhục này nên Thái tử Lưu Ly đã kéo quân tàn sát cả dòng tộc Thích Ca. Nhưng tại sao lúc bây giờ Đức Phật đã là một người vô cùng có danh tiếng ở xã hội? Bây giờ ở Ấn Độ bên cạnh Ngài có rất nhiều vua, vị vua đứng ra bảo trợ bảo hộ nhưng khi sự kiện thảm sát dọc tộc Tích ca này xảy ra những vị vua này không đứng ra bảo vệ cho dù có một thái tử lưu ly có háo sát sức mạnh như thế nào cũng không thể địch lại đấu lại xu đường lớn các tiểu vương quốc lúc bây giờ và chăng có một thế lực lớn mạnh hơn nữa đứng sau hậu thuẫn thái tử lưu ly vì sợ rằng giáo pháp của đức phật đe dọa thật sự đến lợi ích của họ quyền lực tối thượng mà họ đã xây dựng nếu nhìn theo khía cạnh khác thì có thể nào cuộc chiến này là cuộc chiến tranh về tư tưởng tôn giáo? Quyết định tương lai xã hội Ấn Độ đi theo chiều hướng nào tiếp tục theo con đường mà các giáo sĩ Bà La Môn đã xây dựng? Phân biệt giai cấp hay là đi theo con đường quá mới mẻ vượt thời đại Đức Phật nêu ra? không biết suy luận con có đúng hay không? Không biết có tài liệu nghiên cứu nào chỉ rõ ràng thời kỳ đó của Đức Phật không? Ôi cha ơi, sư không biết là quý vị... Um mang một cái màu sắc đấu tranh giai cấp chính trị tôn giáo nó vô trong đây à... Nó như thế này à, quý vị có biết đó là dòng tộc thích ca đó là một dòng tộc thiện chiến rất là hùng mạnh và rất là thiện chiến Nha à, nó giống như bây giờ mà mình nói nước mỹ là có một cái sức mạnh quân sự rất là hùng mạnh thì cái chuyện đó không có ai nghi ngờ nha à, trong khi đó, đó sức mạnh của vua lưu ly đó thì kém hơn rất là nhiều mà trong khi đó vua lưu ly lại đi tấn công dòng tập tích ca Uh, nói nói nhỏ nhau nghe xin, xin lấy ví dụ nha xin lấy ví dụ nha bây giờ uh, Campuchia mà họ đem quân mà họ đánh Mỹ uh, Campuchia đem quân đánh Mỹ quý vị có nghĩ là mình sẽ cần phải giúp Mỹ không cần phải giúp Mỹ không tại vì quân sự của Mỹ nó quá mạnh đi quân sự Campuchia thì hình như là hình như nó kém hơn Mỹ nhiều quá uh, mà bây giờ đánh nhau thì Campuchia nó gây sự bây giờ thôi để Mỹ nó giải quyết kiểu như vậy bởi vì dòng tộc Thích Ca là một trong kinh mô tả là một dòng tộc rất là thiện chiến nha rất là thiện chiến và rất là dũng mãnh không thể xem thường được à, thành thử cái chuyện mà vua Lưu Ly tấn công thì mọi người cũng không có để ý gì nhiều nhưng cái vấn đề mà dòng tộc Thích Ca bị diệt vong là như thế này người dân dòng tộc thích ca cả một đất nước giữ trọn năm giới cho nên không sát sanh không sát sanh thành ra khi mà quân của vua lưu ly đó kéo tới đó, những người cung sĩ dòng tộc thích ca đó kéo cung bắn tên tên bay phải nói là rợp trời quân của vua lưu ly đó hoảng sợ hoảng sợ và ngừng ngừng dừng ngay tốc độ lại và chuẩn bị thối lui tại vì thấy sức tấn công quá mạnh nhưng mà khi mà định thần lại đó thì những cái mũi tên đó chỉ sượt qua người họ và cấm gần trúng chứ không trúng mà quý vị biết một cái mưa tên như vậy nó rơi xuống một cái một cái đạo quân đó. mà để không trúng một mũi nào gần trúng chứ không trúng một mũi nào ngó gì chứ nó khó hơn là trúng vậy mà không trúng một ai thành ra là khi mà vua Luli kiểm tra lại thấy không có ai bị thương hết trơn mới ra lệnh là tấn công đồ thành tức là đó, sức mạnh quân sự của dòng tộc thích ca hơn vua Luli rất là nhiều mà như vậy đó ai nghĩ đi cứu trợ ai nghĩ đi cứu trợ rồi uh, hơn nữa cái chuyện mà các cái nước này đánh nước kia là cái chuyện như cơm bữa nha, như cơm bữa thời ông tin thì quý vị đọc kinh ấy. nha vua vua xứ này đánh vua xứ kia là cái chuyện như cơm bữa ừ. đã vậy dòng tộc thích ca là một dòng tộc rất là thiện chiến mà từ cái hồi mà đức đức phật á trở ngài là một vị chánh đẳng giác cho nên là người ta tôn trọng cái dòng tộc thích ca thì ai đâu mà đánh nhé mà không ngờ không ngờ cái chuyện là kể từ khi ngài thành phật thì cả cái sau khi ngài tế độ dòng tộc ấy thì cả dòng tộc giữ trọn năm giới chết thà chết chứ nhất quyết không phạm năm giới giặt nó tới nó chuẩn bị nó giết sạch người nhà của mình nha yeah. thà mình chết người nhà mình chết sạch nhất quyết không phạm giới là không phạm giới kinh khủng như vậy uh, cho nên là quý vị mà đem cái 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 trời cái cái gì ta cái chiến tranh tôn giáo chính trị vô ờ... đây thì nó... nó kinh khủng quá nên nó kinh khủng quá và nó lại um, như thế này nữa nè như thế này nữa nè cái à, thôi à, nếu mà quý vị muốn biết về cái uh, xã hội chính trị lúc bây giờ ở uh, ấn độ và thời đức phật ấy uh, quý vị có thể đọc kinh à, có rải uh, rác đây đó trong những bài kinh là có có kể và cũng có thông qua những bài kinh đó đó mình biết được cái sức mạnh quân sự ở cái vương quốc nào nó mạnh hơn nước nào nha